Ở trên màn hình này sẽ có hình ảnh của 10 bé. Mỗi bé sẽ có một câu hỏi, một câu trả lời và một số điểm hoàn toàn khác nhau. Phải trả lời đúng thì các bé mới cho điểm. Còn trả lời sai các bé vẫn cho chúng ta thấy điểm. Nhưng số điểm nó không thuộc về đội của mình. Ở đây quan trọng là chúng ta phải cố gắng đoán được đúng chính xác câu trả lời của bé đưa ra nha. Cái đó mới khó, chứ không phải là mình phải nghĩ là, chỉ là đúng sai là đúng đâu. Ừ, đó. Bây giờ mỗi đội sẽ lần lượt có 3 sự lựa chọn. Ai sẽ là người tham gia đầu tiên? Xin mời con. Con chọn bạn Minh Anh là con gái. Rồi, Minh Anh, câu hỏi như sau: hoa loa kèn mọc ở trong cái kèn đúng không? Con nghĩ là theo không phải sao? Tại vì bông hoa bình thường là nó mọc trong cái chậu cây, nó mọc ra mà. Tự nhiên hoa loa kèn nó phải, nó mọc trong cái thùng loa chứ trong cái kèn nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy mình trả lời sao? Mình trả lời là... Dạ, con nghĩ là không phải. Mình cho đáp án là không mọc ở trong cái kèn nha. Đáp án chính xác bé đưa ra sẽ là gì? Xin mời. Con nghĩ là nó chỉ mọc trong cái kèn thôi. Tại vì lúc mà mình thổi kèn thì bông hoa nó nở ra mà. Chưa? Bé Minh Anh này học trong sân khấu ảo thuật rồi. Câu trả lời đầu tiên không chính xác, không trùng khớp với lại ý của bé. Để xem Minh Anh bao nhiêu điểm, xin mời. Buồn quá, cô chú trả lời sai hết rồi. Chẳng được nhận 30 điểm từ con luôn á. Rồi xin mời con, chọn. Cô chọn Đức Vĩnh. Câu hỏi như sau: ông già Noel không phát quà hàng ngày, có phải vì ông lười biếng không? Theo con thì bạn có thể là trả lời sao? Chắc là chỉ vào mùa Noel thôi, tại vì mùa Noel ông già Noel mới đi phát quà mà. Thì đúng rồi, chú cũng nghĩ là chỉ vào mùa Noel ông già Noel mới đi phát quà. Nhưng mà các bạn đó kìa, bạn Đức Vĩnh kìa, có trả lời đúng hay chú cháu mình không á? Cái quan trọng là bạn Đức Vĩnh, ý bạn Đức Vĩnh muốn trả lời sao á? Chắc là bạn đó sẽ trả lời là trên đời này không có ông già Noel. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra đáp án cuối cùng nha. Vậy ông già Noel không đi phát quà hàng ngày là do ông lười có phải hay không? Không, không đúng không? Dạ. Vậy anh Hoàng sao, có chấp nhận câu trả lời của bé không? Chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn. Rồi, chốt đáp án là không. Chốt. Xin mời, đáp án chính xác. Xưa ấy là ông già Noel ngày nào ông đi phát quà ấy. Nhưng mà dần dần về sau sang ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, thế kỷ này qua thế kỷ nọ, nên là ông tán ba bại sản, không có nhiều quà, rồi ông ít quà, rồi cái thứ hai ra là ông bị nghèo. Ông nghèo xong suy ra là ông chỉ phát quà cho trẻ em vào trong một ngày, trong một năm. Rồi, vậy chốt lại câu giải thích rất là dài dòng hồi nãy. Các bạn trùng khớp với lại ý kiến của bé, cho nên là các bạn có điểm ở câu này. Yeah. Đức Vĩnh ơi, con sẽ dành cho đội của anh Hoàng Mạch bao nhiêu điểm nè? Đội bạn đã trả lời đúng rồi, nên đội bạn đã nhận được 20 điểm. 20 điểm. Hữu Tính, tới đội các bạn. Con chọn bé Abu. Bé Abu, lắng nghe câu hỏi: tàu lửa chạy ở trên trời hay chạy ở trên lửa? Con nghĩ là tàu lửa chạy trên đường ray, chứ không phải chạy trên trời hay là chạy trên lửa. Đúng rồi, bạn nó sẽ trả lời tàu lửa không có chạy đâu á. Nên con nghĩ là nó chạy trong đường ray chứ không phải chạy trong lửa với lại chạy trên trời. Vậy là các bạn đưa ra một đáp án hoàn toàn khác là chạy ở đường ray. Lỡ giờ mình nói đường ray, cái bé nó không nói đường ray, nó không có trong hai đó, còn chạy đâu con không biết rồi sao? Thì cái đó là các bạn vẫn không được tính, tại vì là mình đã nói là đường ray rồi. Đó, thấy chưa? Bởi vì khó ghê luôn á. Rồi bây giờ làm sao? Là có chọn không chú hay là không? Chú theo con á, chú theo ý con á. Chạy ở một cái nơi khác chứ không phải chạy trong hai cái đáp án vừa rồi. Rồi, vậy là theo con là chạy ở một cái nơi khác, cũng có thể là đường ray đi ha, chứ không phải là chạy ở trên trời hay là trên lửa nha. Rồi, chỗ đáp án như vậy, xin mời đáp án chính xác. Mình chọn là cả hai đều đúng, cho nên là mình thích tàu lửa chạy trên nào cũng được hết trơn. Các bạn lại một lần nữa không trùng khớp với lại ý kiến của bé. Để xem Abu bao nhiêu điểm nha, xin mời. Đáng tiếc quá, cô chú không nhận được 30 điểm rồi, đáng tiếc quá nè. Rồi xin mời, đội của anh Hoàng Mập. Con chọn Minh Đăng. Lắng nghe câu hỏi: rong biển dùng để nấu canh, vậy rêu có dùng để nấu canh hay không? Không. Là con nói là không nấu được. Dạ không, tại vì rêu nó ở trong biển mà. Biển mà nó dơ, nó đâu có lấy được đâu. Nhưng mà con nên nhớ là bé Minh Đăng nó sẽ suy nghĩ đơn giản như người mọi người suy nghĩ. Nghĩa là rong biển thì sẽ nấu canh, còn rêu bé lấy ra uống rêu. Không được, không được. Nhưng mà lỡ như khi bạn nói được thì sao? Nói nè, bây giờ nè, xìm xăm đi, xìm xăm đi. Hai, ba. Rồi.
Vậy là chọn đáp án là không được nha. Xin mời đáp án chính xác. Dạ không. Bởi vì mặc dù rêu là họ hàng với rong biển nhưng mà nó vẫn không được nấu canh. Rong biển làm canh Nhật Bản súp miso rồi. Rồi. Nhưng không nói mà, chứ không nghe. Đôi khi người lớn cũng có những cái va vấp chứ bộ. Bây giờ để coi coi Minh Đăng sẽ mang về cho đội các bạn bao nhiêu điểm nha. Xin mời. Chúc mừng cô chú và các bạn. Số điểm này hơi thấp xíu nhưng con nghĩ cũng có thể mang về chiến thắng cho cô chú là con số 10. Oh. 30 chú ơi, 30. Rồi, tiếp theo xin mời sự lựa chọn đội của Hữu Tính. Con nhường cho chú Tính chọn luôn. Đó. Để coi chú có thay đổi được cái số phận của chúng ta không. Chú chọn bé Minh Khánh. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi. Quả na và quả mãng cầu, quả nào ngon hơn? Đúng rồi, hai trái đó giống nhau hả con? Nó đều ngon như nhau con thôi biết à, chỉ có khác tên à. Quan trọng là con nhìn là Minh Khánh có biết hai trái đó là một hay không. Bây giờ chú với con xỉm sầm. Thí dụ mà con ăn là na ngon hơn, chú ăn là mãng cầu ngon hơn, còn mình quề là hai trái đều ngon. Chơi. 1, 2, 3. Quề hai trái đều ngon. Rồi. Để coi coi là đáp án này có mang về điểm không nha. Xin mời. Con nghĩ là có những người thì lại thích ăn quả mãng cầu, người thì thích ăn quả na, tùy theo của người đấy thích. Rồi. Rất may mắn, rất may mắn là các bạn xìm sầm quề nha. Tí nữa là thua rồi. Chúc mừng các bạn, để xem Minh Khánh sẽ mang về cho đội các bạn bao nhiêu điểm nha. Xin mời. Cô chú trả lời đúng rồi, con tặng cô chú 30 điểm. Bây giờ tới lượt sự lựa chọn cuối cùng, đội của anh Hoàng Mập, xin mời. Con chọn Nhật Minh. Nhật Minh, lắng nghe thật kỹ câu hỏi. Trên thế giới có cây cầu nào xoay được hay không? Có. Mình có. Nghĩ là mấy bé có đi du lịch hết trơn rồi. Chắc chắn là cha mẹ phải đưa đi du lịch các nước hoặc là tệ lắm ở trong nước rồi. Giờ chọn sao? Có. Ờ vậy đi. Có đúng không? Rồi, xin mời. Theo con nghĩ là chỉ là cái tên. Chứ đâu thể nào mà mình xoay cầu 90 độ, 360 độ, 180 độ gì được. Đâu phải là hình học đâu. Nên là con nghĩ là cái cầu không thể xoay được. Tại vì cái hình dáng nó giống như là nó cong xoay lại thôi. Chứ nó không có thể nào mà xoay lại được hết. Rồi, theo ý kiến riêng của Nhật Minh á, là nếu như mà là có cây cầu xoay là do người ta xây cây cầu thành hình cái vòng tròn, chứ không phải là do cây cầu tự xoay được. Cho nên là ý kiến của các bạn không trùng khớp với lại Nhật Minh. Để coi coi Nhật Minh đây có bao nhiêu điểm nè. Cô chú không trả lời đúng câu hỏi của con. Cô chú đã không nhận được 20 điểm từ con rồi. 20 điểm. Rồi, vậy là sau vòng thi đầu tiên, số điểm của hai đội tạm thời bằng nhau là 30 điểm. Xin mời cả hai đội, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng tiến tới vòng thi tiếp theo, mang tên là vòng thi tăng tốc.